nó cái xe chèm nó đông quá chứ bà con ơi. Đi bộ cho nó khỏe. Tại bây giờ coi như mình xuống dốc không á. Xuống dốc rồi coi như nó đỡ mệt. Đây xe chem này nữa là 28 nữa nè. Cái này cũng đông quá chừng bà con à. Rồi giờ đông quá đi. Đây ai cũng nhảy vô cái chem hết. Coi ngày hôm nay nó nóng thời chạy á. Nhưng mà mình hồi xưa nó chưa nóng chưa lạnh rồi nó ok không sao. Đây bên là cái đền ông Thánh Anton hay làm cái vật lạ đó bà con. Rất là nhiều người tới đây cầu xin và ông Thánh Anton đều nhận lời hết á. Khi mà người ta đạt được tới cái khi mà ông Thánh nhận lời, người ta đã ban những cái cánh hoa này đấy, tới để cảm tạ ơn ông Thánh Anton. Để những cái hoa người ta mang tới để người ta cảm ơn nè. Cái xe chem ô xe chem này nó đi hướng khác, cái xe này thì nó còn trống chứ không tất cả mọi cái không đi giống nhau bà con. Mấy cái xe này nó chạy bằng điện mà con xe Kala này nè. Nó chạy bằng điện lại rất là êm. Coi như đại hội giới trẻ xong rồi. Coi như một số người bắt đầu đi về ngày hôm nay. Một số người thì bắt đầu tiếp tục đi sang các nước khác. Rồi một số người thì ngày mai sẽ bắt đầu vậy. Ở đây nó có nhiều loại xe bà con, nó không nhất thiết phải một kiểu dân. Xe đưa khách người ta có thể làm bất cứ một xe nào cũng được, không bắt buộc.